Ăn cho con này ăn đi, cho con đang ăn đi. Rồi, lùi ra, lùi ra, lùi, 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 lùi. Thôi, 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 đứng ra để cho nó ăn con dế. Nhanh lên, đứng dậy đi. Đứng xa ra, lùi xa ra. Đi ra ngoài đường cơ mà. Đây là em ra rất là thuần, tối nào các cháu bắt mối, bắt rán, bắt dế cho nó ăn, nó thích, thích ăn tươi. Ăn được, nuôi ra ăn. Nuôi ra. Đấy, ăn tự nhiên lắm. Đấy, đang con này rất là thuần, gáy rất là hay các bạn nhé. Anh nào thích alo nha, 0163 530592. Ok.